Xin được chào mừng quý khán giả thân thương của Hóng Showbiz đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi. Và điểm tin ngày hôm nay có thông tin sự thú vị, xin được mời quý vị cùng theo dõi. Không chỉ là quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc còn được xem là một trong những cái nôi lớn của nền văn minh châu Á. Bên cạnh những phát minh vĩ đại, những công trình kiến trúc có 102, thì Trung Quốc còn khiến cho cả thế giới phải kinh sợ với những hủ tục kỳ dị của quốc gia này. Trong suốt chiều dài lịch sử, người Trung Quốc đã tự tạo ra những hủ tục vô cùng kinh dị mà không một quốc gia nào dám làm. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ba hủ tục kinh dị nhất mà khi nhắc đến, không ai là không thoát khỏi cảm giác ớn lạnh. Trung Quốc là một đất nước rộng lớn bao la. Mỗi bước đi trên vùng đất này đều là trải nghiệm những câu chuyện lịch sử xuyên suốt hàng ngàn năm. Không chỉ vậy, đất nước đông dân nhất thế giới này cũng ẩn chứa muôn vàn điều kỳ bí, trong đó phải kể đến những hủ tục quái đản kinh dị khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Tục cản thi ở Tương Tây. Cản thi là một tập tục của dân tộc Miêu ở vùng Tương Tây Trung Quốc. Cản thi có thể hiểu nôm na là dẫn thi thể hoặc đuổi thi thể, được xem là một loại bí thuật cổ của dân tộc này. Theo quan niệm dân gian Trung Quốc, những người chẳng may mất ở nơi đất khách quê người, xa xôi quê hương không thể trở về, nhưng lá rụng về cội, cáo chết 3 năm quay đầu về núi. Vì vậy, cần có một hủ tục để đưa người đã khuất về nhà. Hơn nữa, với một nơi có địa hình hiểm trở, khó đi lại như Tương Tây, việc vận chuyển xác chết bằng xe đẩy hay xe ngựa đều bất khả thi. Những xác chết tất nhiên là không thể tự di chuyển được, cần phải có một người đặc biệt dẫn đường thông qua một phương thức đặc biệt. Người này chính là thầy cản thi, người dân địa phương gọi là người dẫn xác. Khi hành nghề cản thi, thầy cản thi có thể dắt theo 1 đến 2 học trò để giúp việc. Họ thường chọn thời điểm di chuyển vào ban đêm, tránh xuất hiện ban ngày. Quá trình cản thi cũng không được đi ngang qua các thôn làng có người đang sinh sống, mà phải đi chậm trên đường núi để tránh gây hoảng sợ cho mọi người. Trong quá trình đó, thầy cản thi vừa đi vừa gõ vào chiếc chuông nhỏ cầm trên tay, dẫn dắt xác chết hướng về phía trước. Trong quá trình này, vì đường xa, họ sẽ phải dừng lại để nghỉ ngơi ở các nhà trọ đặc biệt. Đây là những nhà trọ chỉ dành cho thầy cản thi và các vị khách của mình, ngoài ra không dành cho người bình thường. Trong thuật cản thi có rất nhiều quy tắc mà mỗi thầy cản thi đều phải nắm rõ. Thứ nhất là chỉ truyền lại cho nam, không truyền cho nữ. Thứ hai là chỉ truyền lại trong nội bộ gia đình. Gia tộc cản thi luôn giữ những bí mật nghiêm ngặt về thủ thuật của họ, không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài. Đó là một trong những lý do mà đến hiện nay, thuật cản thi vẫn là một điều rất kỳ bí. Chỉ số ít người biết rõ về hủ tục đáng sợ này. Minh hôn, đám cưới ma. Ngoài tên gọi minh hôn, người ta cũng thường gọi hủ tục này là âm hôn. Đây là thủ tục tìm vợ hoặc tìm chồng cho người đã khuất. Nguồn gốc của hủ tục này là do quan niệm của những người Trung Hoa xưa. Khi còn trẻ, chưa kịp làm đám cưới mà chẳng may qua đời, hồn ma của họ sẽ không siêu thoát, làm cho gia đình bất yên ổn. Do đó, người trong gia đình sẽ tiến hành nghi thức minh hôn, tức cho họ kết hôn với một người khác để họ trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận. Theo quan niệm này, minh hôn tính ra là đám cưới là chuyện vui, nhưng thực tế nó lại là một hủ tục vô cùng kinh dị. Để thực hiện hủ tục minh hôn, đầu tiên người ta cần tìm đến bà mối ma để dạm hỏi, cưới xin, rồi chọn ngày lành tháng tốt thực hiện nghi lễ như một đám cưới bình thường. Có cả người đến tham dự cho tiền mừng, tặng quà bằng vàng mã, sau đó sẽ được đốt cùng với hình nhân của cô dâu chú rể. Trong khi đốt vàng mã, nhà trai sẽ đứng quay xung quanh đánh trống thổi kèn. Trong nghi thức âm hôn, nếu cả cô dâu và chú rể đã qua đời thì họ sẽ được đại diện bằng hình nhân đặt trên bàn thờ, còn nghi thức vẫn diễn ra như thường. Trong thời gian làm lễ, các hình nhân sẽ được đối xử trò chuyện như với người còn sống. Sau này, hai gia đình sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành bốc mộ, cô gái sẽ được chôn cạnh chàng trai mà mình được gả cưới. Trong trường hợp chú rể còn sống kết hôn với một cô dâu ma hoặc ngược lại, thì người ta chỉ để một bức ảnh của người đã khuất trong đám cưới. Hiện nay, minh hôn được coi là phạm pháp, nhưng một số gia đình khá giả ở nông thôn vẫn tin vào hủ tục này và sẵn sàng bỏ tiền mua cô dâu ma cho con trai đã chết với mong muốn con mình sẽ có người cầu cạnh ở suối vàng. Tục bó chân.
Nếu như tục minh hôn và tục cản thi khiến người ta khiếp sợ về độ kinh dị ma quái, thì tục bó chân của người Trung Quốc được xem là một hủ tục vừa đáng sợ nhưng cũng vừa đáng thương. Đáng thương ở đây là dành cho những người phụ nữ thời xưa, bởi theo quan niệm xưa, tục bó chân vô cùng quan trọng. Hủ tục này kéo dài từ thời Minh cho tới mãi thời Dân Quốc mới chấm dứt. Trong suốt quá trình hiện diện của mình, tục bó chân được người xưa xem như một mốt thời thượng, dần dà biến thành một quy định bắt buộc. Lúc bấy giờ, bàn chân gót sen trở thành thước đo, chuẩn mực cái đẹp của người con gái, đồng thời cũng là biểu tượng cho sự quyền quý cao sang vào thời điểm đó. Người xưa quan niệm rằng, việc bó chân sẽ khiến các cô gái có dáng đi không vững vàng, giống như những cành sen đung đưa trong gió. Còn với những cô gái không thực hiện bó chân thì sẽ bị xã hội khinh thường, thậm chí không thể lấy chồng hoặc sau khi lấy sẽ bị nhà chồng khinh ghét. Để miêu tả cho nỗi đau mà các cô gái phải chịu đựng khi thực hiện bó chân, dân gian Trung Quốc có câu bó một đôi chân khóc một hang nước mắt. Theo các ghi chép, độ tuổi để có thể thực hiện bó chân tùy mỗi nơi mỗi khác. Có nơi các bé gái chỉ mới 4-5 tuổi đã phải thực hiện hủ tục đáng sợ này. Vào mùa đông, khi bàn chân tê cống vì lạnh, việc bó chân sẽ bắt đầu nhằm làm bớt cảm giác đau đớn cho các bé gái. Lúc chuẩn bị bó chân, các bé gái sẽ được ngâm chân trong nước nóng. Nhân lúc chân còn ấm, sẽ bẻ quặp phần ngón chân trừ ngón cái vào lòng bàn chân, đồng thời bôi phèn chua lên các ngón chân. Phần lưng bàn chân sẽ được đẩy lên cao, giữ nguyên tư thế này và bó lại. Bằng cách này, dần dà, bàn chân sẽ cong lại, chiều dài chân cũng sẽ nhỏ theo. Bàn chân sẽ được tháo vải định kỳ để rửa và xoa bóp. Mỗi lần như vậy, các băng vải sẽ được quấn chặt hơn nữa, khiến quá trình này ngày một đau đớn. Các ngón chân bị nén chặt đến nỗi gãy xương, thậm chí có thể hoại tử nếu nhiễm trùng. Dù đau đớn và khắc nghiệt như vậy, nhưng quá trình bó chân một khi đã bắt đầu thì sẽ rất khó dừng lại. Và vào thời đó, các cô gái cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau này. Hiện nay khi xã hội phát triển, tục bó chân này cũng không còn nữa. Tuy nhiên, hậu quả của nó để lại vẫn còn hiện diện. Bằng chứng là những đôi chân biến dạng, vô cùng kinh dị của những người phụ nữ sống từ thời đại trước vẫn còn đó. Trong mắt người đời nay, những đôi chân này không còn mang một giá trị chuẩn mực của vẻ đẹp. Ngược lại, chỉ khiến họ cảm thấy kinh hãi mỗi khi nhìn thấy. Với những người phụ nữ sinh ra trong thời đại trước, khi mà hủ tục này còn thịnh hành, họ phải mang theo một đôi chân biến dạng suốt cả cuộc đời. Và đó là nội dung chính trong điểm tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh Hóng Showbiz để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thú vị mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.